Chào các bạn, trong video này mình sẽ đi tìm hiểu về một cái mạch bảo vệ xe pin 18650 bên trong cục sạc dự phòng hoặc là mạch sạc 1S. Thì trên tay mình là một cục sạc dự phòng X-Mobile. Đây là cái bao mạch sạc dự phòng của nó. Bên trong đây có một số con IC chính như con DW01 và con 8205A. Thì con 8205A này bên trong nó sẽ tích hợp hai con MOSFET kênh N. Thì một số mạch sạc dự phòng trên thị trường nó toàn được bảo vệ bằng con MOSFET. Thì MOSFET nó làm nhiệm vụ như khóa điện tử sẽ đóng ngắt mạch ha. Nó cho dòng điện chạy qua hoặc không cho dòng điện chạy qua. Thì trong cái mạch này đơn giản nhất là nó sẽ dùng hai con MOSFET kênh N8205A. Ở đây cái con IC chính chính là IC nguồn hoặc IC sạc. Thì một số các bạn nói là con này IC nguồn, nhưng mà chức năng của nó là IC sạc ha, dùng để sạc vô xe pin 18650, những xe pin này. Ở đây mình có hai cell, có nghĩa là một cell dung lượng là khoảng 2000 mAh, hai cell là 4000 ha. Cái con IC nguồn IC sạc á, cái mã số của nó là DW01. Đây là một con IC sạc 6 chân. Trong đó cái chân số 1 của nó là nó ký hiệu là OD. Nó nối vào cực G của con MOSFET thứ nhất. Con MOSFET này nó nằm trong cái con 8205A. Nó kết nối với cực G, nó dùng để ngắt sạc. Cái chân số 2 của IC đó là chân CS ha, dùng để phát hiện bộ sạc và dòng sạc. Thì khi mình cắm cái cục sạc vào cái chân sạc của bo mạch cục sạc dự phòng thì nó sẽ có cái điện áp ngõ ra của chân pin để dùng để kết nối với cell pin 18650. Thì đây nó có nhiệm vụ là phát hiện ra bộ sạc cái chân CS nè. Cái chân số 3 của mình là chân OC ha, nó cũng được nối vào cực G của MOSFET thứ hai tích hợp trong cái con 8205A, dùng để điều khiển sạc. Cái chữ D của mình là discharge ha, là ngắt sạc. Còn chữ C của mình là charger, là sạc, kết nối sạc. Cái chân số 4 của IC là chân TD, có nghĩa là chân đã test cái thời gian giãn độ dài, thời gian trễ. Thì cái chân số 4 này nó không sử dụng, ít sử dụng thì mình không còn quan tâm ha. Còn cái chân số 5 của mình là cái chân VCC, chân cấp nguồn. Nó thông qua một cái con điện trở R dùng để giảm áp. Cái chân số 6 của mình là chân mát GND. Trong mạch nó sử dụng hai con 8205A, thì một con nó tích hợp hai con MOSFET kênh N. IC này IC 8 chân. Thì MOSFET kênh N thì nó sẽ có cực G là cực cổng nè, cực S là cực nguồn nè, cực D là cực máng nè. Thì các bạn có thể tìm hiểu thông tin trên Google, nó có sẵn luôn nha. Ở đây chân số 1 của mình á, theo ngược chiều kim đồng hồ 1 2 3 4 5 6 7 8, dấu chấm này chân số 1. Thì ở đây nó sẽ tách ra làm hai con MOSFET
đối với cơ chân 1 đến 4 á, là cái con Mô Phép thứ nhất. Trong con Mô Phép thứ nhất á, nó gồm có cái chân D1 nè, chân 2, chân 3 là chân S1 nè, chân 4 là chân G1. Tương tự, chân 5 là chân G2, nó đối xứng với nhau ha. Chân 6, chân 7 cũng là chân S2 và chân 8 là chân D2. Các bạn quan sát trong mạch, chân 1, chân 8, D1, D2 sẽ nối chung với nhau. S1, chân 2, chân 3 là nối chung với nhau. Và chân 6, chân 7 nối chung với nhau ha. Và cái chân này nối mát. Còn cái chân điều khiển của nó là chân số 4 và số 5, G1 và G2 thì nó sẽ nối vào cái chân OD và OC. Đó là cái chân điều khiển ngắt sạc và cái chân điều khiển sạc. Hai chân này quan trọng nhất nha. Thì bên trong á, cái con IC DW01 á sẽ tích hợp một số cái con op amp. Thì một số này các bạn có thể tìm thấy thông tin trên Google, nó là khích đại thuật toán op amp ha. Thì nó so sánh cái chân cộng chân trừ ở đây nè. Ở đây là có cầu phần áp á. Nói chung là bên trong này nó sẽ tích hợp, mà nói sơ sơ qua thôi. Thì nó so sánh điện áp, rồi cái ngõ ra cộng á hoặc cái trừ á, cái chân nào lớn hơn thì ra cái chân đó. Mình giả sử như cái điện áp chân cộng này á, nó lớn hơn điện áp chân trừ thì ngõ ra là chân cộng, chân dương. Còn điện áp chân trừ mà lớn hơn chân cộng nó ra chân âm ha. Nói chung là các bạn tìm hiểu thông tin trên mạng á, nó đều có những cái chi tiết hơn. Ở đây mình nói sơ qua thôi. Thì những con op amp thế này á, nó được sử dụng trong mạch logic ha, cái mạch analog hoặc mạch kỹ thuật số. Thì nó nói chung là khuếch đại đảo và không đảo, thì nó so sánh hai điện áp giữa chân cộng chân trừ này nè, nó sẽ ra điện áp tương ứng ha. Nó dùng để khuếch đại tín hiệu á. Rồi ở đây mình sẽ quan sát trực tiếp trên cái bo mạch này. Đó, như cái khi các bạn kết nối jack sạc cho đây á, thì đây hai chân này nó nối với cell pin 18650, nó sẽ xuất hiện một cái điện áp. Con này là con 8205A ha, nó sử dụng hai con 8205A IC 8 chân và cái con IC sạc 6 chân. Con này quan trọng ha. Nó ký hiệu là DW01. Thì tiếp theo đây mình sẽ đi qua một cái sơ đồ mạch của nó. Đây mình có vẽ sơ đồ mạch. Ở đây mình vẽ một cell pin 18650 ha. Còn thực tế của nó là có hai cell pin 18650. Thì hai cell pin này á, là nó nối song song với nhau. Dương nối dương, âm nối âm. Thì nếu mà các bạn tăng dung lượng lên á, thì thêm một cell pin nữa không sao hết. Ở đây như hôm nãy mình đã nói, chân battery cộng và battery trừ. Đó là chân cộng chân trừ ở đây, vị trí này nó sẽ nối vào chân dương của cell pin dùng để sạc. Ở đây nó qua một cái con điện trở, nó giảm áp xuống và nó cung cấp nguồn VCC cho con IC này vào chân số 5. Cái chân số 6 của mình là chân mát ha, như hôm nãy mình đã nói, chân GND chức năng của nó là chân 6 là chân mát. Chân số 4 là chân TD, nói chung cái chân này người ta ít sử dụng. Quan trọng ba chân nhất là ba chân là chân CS.
Đây là cái chân phát hiện bộ sạc ha, mình cắm sạc vô thì nó sẽ có điện áp ra. Đồng thời cái chân là chân OD và OC, là discharge là cái chân số 1 nè, và cái chân số 3 của mình đó là OC, cho phép sạc ha, chân số 3. Thì đây trong mạch đó, cái chân D1, D2 nè, MOSFET nó nối chung với nhau ha. Còn chân S của mình á, nó nối vào âm của cell pin 18650. Cái chân G1, G2 là chân điều khiển nó ra ha. Thì như đã nói lúc nãy á, bên trong nó sẽ tích hợp một số con op amp rồi mạch dao động. Thì ở đây á, mình giả sử đi, khi mà điện áp cell pin này á, nó thấp ha, mình cắm sạc vô cái chân số 2, nó sẽ đi qua một số con op amp và nó thông báo là cái điện áp này thấp quá, thì nó sẽ cho phép sạc cái chân này, chân điều khiển ha, chân G2 nè, nó điều khiển cho phép sạc. Thì lúc này á, cái điện áp nó nối thông nhau nè, chân battery trừ á, là nó thông mạch, nó thông từ cái chân âm của bo mạch này nè, nó nối với cực âm của cell pin 18650. Cái này giống như nhiệm vụ như cái khóa, cái công tắc á, mình bật tắt bật tắt á, thì lúc này nó sẽ bật on, thì tất nhiên nó thông mạch là cái pin này, cell pin này nó được sạc pin đầy ha. Nó sạc pin đến một khi mà nó đã đầy á, điện áp khoảng 4.2V á, thì ở trên đây nó có một con op amp nè, nó so sánh cái điện áp. Điện áp lúc này nó chênh lệch nhau, nó so sánh điện áp trên cộng trên trừ nè. Thì ở đây ngõ ra chân 1 á, nó sẽ điều khiển cực G này nè, nó sẽ ngắt kết nối, ngắt sạc luôn, nó không cho cái cell pin này tiếp tục sạc vô nữa. Tại vì những cái nguy hiểm nhất khi mà mình sạc nhiều á, là cái cell pin này á, nó rất nóng và nó giảm cái tuổi thọ của cell pin. Nên nhờ có những cái mạch như thế này á, nó sẽ bảo vệ được cái cell pin này tốt hơn ha, nó tránh được quá áp quá dòng. Tại vì nếu mà mình không ngắt ra thì cái điện áp trên đây á, nó sẽ cứ đạp đầy vô, nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của pin, rồi ảnh hưởng đến tuổi thọ của pin luôn, rồi dòng sạc nó nhiều, nó đạp vô nhiều quá nó sẽ nóng lên. Thì trong cái mạch này á, là cái sự kết hợp của hai con IC DW01 và con 8205A, hai con này. Thì trong mạch các bạn nhìn thấy nó có hai con 8205A luôn, thì các chân của nó cũng tương tự nhau, nhưng mà nó nối như nó mắc song song hai con này luôn nè, nó mắc song song thêm một đường nữa ha. Ở đây như S1 nó nối song song lên cái con thứ nhất, nói chung với con thứ hai luôn. Nhìn chung ở trong mạch cũng khá đơn giản, thì nó dựa vào cái phần op amp bên trong cái con IC này, nó sẽ điều khiển được cực G để đóng ngắt được hai con MOSFET này, để cho sạc và ngắt sạc. Thì một số bạn có hỏi á, khi mà sửa cái mạch sạc dự phòng này, mình cắm sạc vô nó không báo đèn, kiểm tra điện áp không có luôn, thì mình kiểm tra con gì trước tiên? Kiểm tra cái con IC sạc nè với cái con MOSFET này nè, coi con nào hư thì mình thay thế ha. Hai con này là kết hợp với nhau và khá quan trọng ha. Thì kiểm tra con IC 6 chân này như thế nào? Thì đây mình sẽ kiểm tra cái chân VCC cấp nguồn cho nó và chân GND, chân mát ha. Cái giá trị tổng trở của mình đó, nó làm xấp xỉ khoảng gần 400 ohm. Các bạn đo tổng trở này nè. Thì đây mình kiểm tra cái con IC 6 chân trước. Mình bật
cái thằng nội diốt. Đó, khi mà cái mạch của các bạn bị mất nguồn, không báo đèn, không có điện áp ngõ ra, mình đo, không đo được. Để mình nói thêm là cái con này á, là cái con điều khiển led luôn nè. Thì cái mức phần trăm như 25% nè, rồi 50%, 75%, 100%, thì do cái con IC này nó điều khiển ha. Còn đây là cái phần bảo vệ quan trọng nhất. Thì nhìn vào sơ đồ, mình kiểm tra cái chân 5, chân 6 của con IC này. Thang đo của mình là thang đo diode. Do cái chân 6 của mình là cái chân mát ha, GND, nên mình chỉ cần kẹp cái que đo, rồi mình chích cái chân vô chân số 5. Đó, cái tổng trở của mình đo được là 374 ohm là tốt. IC này còn sống nha, tốt. Trường hợp mà các bạn đo không thấy tổng trở, hoặc là cái tổng trở nó xuống thấp quá, thì tất nhiên là cái con IC này chết. Nào, mình giả sử đi, nó bị chập á. Một số mạch á, các bạn lưu ý, các bạn khi sửa chữa, các bạn không chịu ngắt nguồn ra, ngắt cục pin này ra mà các bạn đo. Có vấn đề thứ hai là bạn đo, khi mà các bạn ngắt ra, các bạn đo chập chân, chạm chân á, thì nó sẽ hư con IC sạc này. Thì đến lúc này á, mình sẽ không có điện áp ngõ ra, thì mình kiểm tra cái chân VCC của nó với chân mát. Trường hợp mình giả sử đi, trường hợp nó thông nhau thế như thế này nè. Đó, là cái con IC này bị chập ha, mình tiến hành mình thay thế ha. Cái tổng trở bình thường của nó là ra khoảng gần 400 ohm. Đây là cái kiểm tra cái con DW01 IC sạc. Tiếp theo, mình sẽ đi kiểm tra cái con 8205A, thì tức là mã 21 MOSFET, cực G nè, cực S, cực D. Đây mình chia ra hai con ha. Ở đây á, chân 2, chân 3 của mình á, là chân S rồi, nó nối mát, mình không quan tâm ha. Cực G cũng vậy. Bây giờ mình chỉ cần quan tâm là mình đo cái tổng trở giữa chân S1 và chân D1. Đo đảo chiều que đo luôn nha, một chân lên một chân không lên là con MOSFET tốt. Thì có nhiều cách kiểm tra, nhiều bạn có thể kích vào cái chân G1 nữa để cho cái con này nó dẫn hay không dẫn nha. Ở đây mình kiểm tra đơn giản, thì chính xác hơn á thì mình phải tháo cái con MOSFET này ra, tháo IC này ra nè, mình đo cho nó chính xác. Còn ở đây mình kiểm tra nhanh, mình không cần phải tháo. Chân D1 của mình á là chân số 1 ha. Chân số 1, chân số 4. Các bạn kiểm tra nè, quay đo thì mình chích vào chân số 1, số 4. S của mình là chân mát rồi, mình không chấm vô. Đây, chân số 1 IC. Là chân D1. Đó, mình ra cái giá trị tổng trở là khoảng là 340 ohm. Chân S của mình là mát. S1, S là chân 2, chân 3. Thì mình không quan tâm. Chân số 4 của mình là G1. Cái cổng á, mình chích vô. Đó, giá trị điện trở của mình là 391 ohm là tốt nha. Còn trường hợp á, mà các bạn đo mà tổng trở nó cao quá, hoặc là tổng trở nó xuống thấp quá, là tất nhiên là cái con MOSFET này nó bị hư ha. Thì mình sẽ tiến hành mình thay thế cái con MOSFET khác.
Thì linh kiện cũng đơn giản, cái mấy cái con này á, DW01 á, thì trên mạng á, nó bán 2.000 á, cái con này cũng vài nghìn thôi, thay thế rất dễ. Mình căn cứ vào dấu chấm thì mình cứ kiểm tra tất cả các chân D1 nè, G1 nè, D2, G2 tương tự ha. Kiểm tra hai con, trong mạch nó có một con thì mình kiểm tra một con, còn nó có hai con thì những cái mạch mà một con là cái mạch, những cái mạch mà mạch sạc pin 1S đơn giản. Ở đây mạch sạc dự phòng á, nó có hai sao pin thì nó sẽ có hai con. Đây thì mình kiểm tra luôn nè, các chân D, chân G, chân D nè, GS nè, kiểm tra ba chân này luôn ha, một chiều lên một chiều không lên nha. Các bạn đảo chiều qua đó lại nó sẽ không lên. Đây như lúc nãy á nè, cái chiều này nó sẽ không lên ha, một chiều lên một chiều không lên kim nha. Đó, chân 1 nè, không lên nè. Đó, chân số 4 nó lên chỉ số khá cao ha. Còn mình đảo ngược qua đo lại, mình phải đo thuận đo nghịch luôn nha. Đó, lên là khoảng 300 mấy ohm, con này gần 400 ohm. Như vậy là con MOSFET này tốt ha. Con cái tóm lại cái con IC này tốt ha. Trường hợp mà sai số thì các bạn có thể kiểm tra lại, bạn tháo ra khỏi bo mạch rồi các bạn mình kiểm tra lại cho đúng. Nhìn vào sơ đồ chân. Rồi là video này mình đã hướng dẫn các bạn và một cái mạch bảo vệ sao pin 18650 bên trong cái cục sạc dự phòng hoặc là mạch sạc pin 1S. Nó gồm có hai IC chính là con DW01 và 8205A. Nhìn vào đây á, các bạn có thể kiểm tra từng con IC. Và đây là cái sơ đồ mạch của nó. Các bạn có thể xem tham khảo ha. Rồi video mình đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì các bạn để lại comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.